tiểu sử diễn viên Hoàng Dũng. Hoàng Dũng là một diễn viên gạo cội, đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói người Việt Nam. Ông từng giữ chức giám đốc nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2017. Ông đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. Hoàng Dũng tên thật là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Ông đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ, do sự ham vui của tuổi trẻ. Theo lời ông kể, trong thời gian chờ kết quả thi đại học, ông được những người bạn cùng khu phố rủ thi tuyển vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đang lúc rỗi rãi, Hoàng Dũng theo chúng bạn cho biết, không ngờ đỗ thật. Cũng chính Hoàng Dũng kể lại, ông vào được trường là nhờ sự bảo lãnh của thầy giáo, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga. Lý lẽ để nghệ sĩ Huỳnh Nga thuyết phục ban giám hiệu là đào tạo 100 kỹ sư, còn hy vọng được khoảng 60 người thành nghề. Còn nghề này, cả khóa may ra trông chờ được 1, 2 em. Hoàng Dũng là 1, 2 em mà tôi đặt hy vọng, nghệ sĩ Quỳnh Nga bày tỏ. Hoàng Dũng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1978, rồi về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội, trụ sở ở số 8B Tạ Hiện. Năm 1993, Đoàn kịch Hà Nội được nâng cấp thành nhà hát kịch Hà Nội và được cấp rạp công nhân. Tại đây, ông đóng vai Quang Đăng trong phim ngắn Xét xử tài tình của loạt phim cổ tích Việt Nam do hãng phim Phương Nam thực hiện sản xuất năm 1996. Hoàng Dũng làm phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2002 và làm giám đốc nhà hát từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 1 năm 2017, thì ông chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Ngoài cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên hội đồng nghệ thuật của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội sân khấu Hà Nội, ủy viên hội đồng nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình thông qua nhiều vai diễn đình đám. Trên sân khấu kịch, ông cũng có nhiều vai diễn ấn tượng. Hoàng Dũng được ví như một con dao pha, nghĩa là ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, từ vai hài, vai bi, vai chính, cho đến vai phụ. Đến với sân khấu bằng cái duyên, sự say mê. Ông nổi lên từ nhân vật phó giám đốc chính trong vở Tôi và Chúng Ta của Đoàn kịch Hà Nội, vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ, làm nên tên tuổi nhà hát kịch Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết, các nghệ sĩ đã diễn vở kịch này hơn 1.000 đêm kể từ khi ra mắt vào năm 1985. Ngoài ra, Hoàng Dũng cũng chinh phục được khán giả bằng tài năng qua những vai diễn nặng ký như Lãm trong vở Hà Nội đêm trở gió, Hai hùng trong Ăn mày dĩ vãng, Cả khoa trong vở Cát bụi, Hai hùng trong vở Ăn mày dĩ vãng và nhiều vở khác. Thành công ở sân khấu kịch, ông chuyển sang đóng phim. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng đóng một số phim điện ảnh như Tướng về hưu, Trạng Quỳnh, Tiến công định mệnh và Gái già lắm chiêu năm. Ở lĩnh vực truyền hình, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có nhiều vai diễn đáng nhớ như Cuồng Phong, Hoa trong bão, Ốc đảo vua, Đứng bên trời, Phía trước là bầu trời, Đi qua bóng tối. Phải tới khi nghỉ hưu đầu năm 2017, Hoàng Dũng mới thực sự thăng hoa ở lĩnh vực truyền hình trong các phim như Người phán xử, Về nhà đi con, Sinh tử, Những ngày không quên, Hồ sơ cá sấu và nhiều phim khác. Với vai diễn Phan Quân trong phim Người phán xử, giúp ông đoạt giải Nam diễn viên ấn tượng tại lễ trao giải Đài truyền hình Việt Nam Award năm 2017. Và vai Tướng Tuấn trong phim Tiến công định mệnh, ông đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng năm 2004. Về đời tư của nam diễn viên. Được biết, vợ nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vốn là giáo viên mầm non, sau thì chuyển sang mở tiệm quần áo nhỏ để lo kinh tế gia đình, giúp chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Hoàng Dũng và người vợ của ông có hai người con trai. Hoàng Duy, sinh năm 1984, con trai đầu của ông đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất khi 10 tuổi, ghi dấu ấn qua các phim Bà và Cháu, Món quà năm mới, Vị khách đêm giao thừa. Về sau, anh đã quyết định lựa chọn làm doanh nhân. Con trai thứ hai tên là Hoàng Triều Dương, sinh năm 1995,
đang làm việc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đóng vai thiếu úy Bùi Trung Dũng trong phim truyền hình Phố Trong Làng 2021 và vai Trần Phạm Hoàng trong phim truyền hình Cuộc Chiến Không Giới Tuyến năm 2023. Về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Từ tháng 12 năm 2020, nghệ sĩ Hoàng Dũng bị đau từ vai xuống thắt lưng, không thể cử động được hai chân. Ban đầu, ông nghĩ là bệnh cột sống nên chủ quan, đến khi mổ thì phát hiện khối u. Cuối tháng 12, ông phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Sau thời gian điều trị, ông gầy và yếu hơn, thường xuyên hôn mê, phải nằm viện từ đó. Vào buổi họp báo ra mắt phim Trở Về Giữa Yêu Thương, Hoàng Dũng cho biết hiện ông đang bị viêm cơ, nếu ho chút cũng đau, lắm hôm ông chỉ ngủ được 2 tiếng. Có lúc không đứng dậy được, nhưng có lúc lại bình thường. Tình trạng này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ của đoàn phim, nhưng ông chia sẻ vẫn muốn cống hiến cho công việc. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long cho biết, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lâu nay phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng ông vẫn cố gắng tham gia các dự án phim truyền hình, vẫn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, ông qua đời ở tuổi 65 vào ngày 14 tháng 2 năm 2021 khi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương xót cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ông được an táng tại quê nhà, xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên. Nơi ông an táng đã được xây dựng thành một quần thể kiến trúc để phục vụ người dân tới viếng. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!